đấy. Một siêu phẩm hôm nay Lê Tuấn review lên rất là tất cả anh em, những chiến binh đang cần và những lão thành cách mạng đang còn cần những cái dòng xe 801 B là đút. Cái này là máy 80 phải không? Máy 80. Nó liền máy không? 80 hết các bác. Đấy, tất cả liền luôn, đời 80 liền xe. À, đời 89, đời đời cao, đời 89. Máy 80 đời 89. Có nha. Rồi hết bình để lâu quá. Nói chung thì các bác thông cảm, xe này máy im hết. Xe này là xe dân xài. Đấy. Cốt ép tăng đa hết, chiếc nào cũng vậy hết. Rồi. Chưa có lên cốt. Đấy, ông chủ nói là ép tăng đa hết. Máy chưa lên cốt. Máy ép tăng đa chưa lên cốt các bác nha. Đấy, máy em số em liền xe. Đấy, lốp liền khung, khung lội liền lốp, cabin liền máy, yên liền xe, heo liền máy luôn, bình liền bên xe, vỏ xuống đất. Đấy, đó là ưu điểm của em này. Còn tí Lê Tuấn sẽ báo giá sau trên tiêu đề cho các bác, bởi vì ông chủ, ông nói là phải test máy cho anh em biết được, thì anh em mới... Đấy, và tiếp tục. Đây là rút 825. Rồi. Hai cầu các bác nha, em này hai cầu, hai cầu, hai cầu, hai chiếc hai cầu, Bena rút 825. Máy này là máy 80 à? 80 đời 85. B là nút 825 80 đời 85. Xe nghĩa địa nhiên quân đang bao rin hết cho anh em. Đại cầu ghét đầy đủ. Bấm. 80 đời 85. 80 đời 85. Liền xe nghĩa địa. Vỏ 18-420. Các bác ơi xem luôn. 85 nè. Bắt đầu 85. 85. Ok nha, 85 nè. 85. Rồi, đeo đây các bác. Đeo cạnh cống luôn. Ghế đi ạ. Xe này có đầu kéo nha, hơi bọng đầy đủ. Có đầu kéo. Hơi bọng lắm, đầy đủ hết, có giấy luôn. Không thấy gì. 80 đời 85-86 rồi đó các bạn, liền xe luôn, em vừa nói mà không quên. Đấy, máy đang nổ, chết, đang rên nguyên, cắt câu trên cột. Rồi, tắt luôn, để tâm sự người lính trẻ. Đấy, hôm nay tiếp tục một siêu phẩm lên cho các bác để chúng ta nghiên cứu. Đấy nha, đấy. 80 đời 86 nha, hay 85 nha, quên. 85. 85, đúng rồi, máy 85 vừa coi xong rồi quên mất, thông cảm các bác. Đấy, nguyên còn. Nghe địa luôn các bác nha. Tức là chủ nói là nguyên si à, nghe địa để lâu không xài rồi đây. Thì bây giờ chủ lại kêu Lê Tuấn xuống, thì hôm nay Lê Tuấn cũng dắt mối cho để ra, chủ cần ra để lấy tiền sử dụng việc khác. Đấy, thì cũng như theo như các tình tiết review thì có những cái chưa kỹ lưỡng, và có sao thì Lê Tuấn nói thế, xe có giấy tờ
chủ nói sao Lê Tuấn nói vậy, để cho tất cả các bác chúng ta để đi vào chuyên sâu về vấn đề xe cộ thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Đấy, kiếm này, cụ sới đầy đủ, xe này đã bao hết cho các bác nguyên xi. Đấy, cả cái này thì cabin, tiếc là cái cabin này cabin gọng, chứ nếu mà được cabin mà cabin mà như cabin ở bên này thì cực kỳ là đẹp. Đấy. Đấy, cabin mà cabin như bên kia thì tuyệt vời. Đấy, thôi nha, thì chiếc này, đấy, như chiếc này thì chủ kêu nói thẳng với các bác, cả đang zin, đang nguyên, 80, đời 85. Đây, nó vỏ, thì cho em đọc luôn như các bác này. Vỏ đây, 18430, đó, nó y như vậy nãy giờ, và nguyên si như vậy này. Đấy, cái tầng trên nó cắt mất rồi, cho đúng đạo của nó đang nguyên. Đấy, còn tầng trên không biết sao cắt mất. Thì cái này thì em cũng không rõ đi do. Đấy, còn cabin máy móc thì vừa ấy xong, thì có cả thắng hơi hay cái gì đấy con. Đây này, có thắng hơi nữa. Đó. Đấy, thì chủ báo giá riêng xe này, đấy, là 180 triệu. Đó nha. Đấy, có giấy tờ, 180 triệu giấy tờ. Nếu bác nào mà đang còn sung mãn, tuổi trẻ tài cao, hoặc là về hưu mà các bác muốn cần tìm những loại người siêu mẫu đẹp này, thì các bác liên hệ với em 0394 326 198, em mới dẫn các bác đến. Và mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ với em nhé, bởi vì xe này là đang nguyên riêng bản nghĩa địa. Đấy, rồi các bác giá cả 180 triệu, các bác nhé. Đấy, rất mong các bác ủng hộ cũng như chia sẻ để cho em một like, để em tiếp tục đi tìm về cũ người ta để làm mới cho mình. Và em xin dừng video đây để em qua bên kia review tiếp cái bên kia, để cho các bác nào mua cái nào thì mua. Đấy, các bác nhá. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.